Vâng, cửa hàng âm thanh số tốc đó xin kính chào an toàn thể để các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nha Ngày hôm nay thì em có 3 bộ mic BBS Đấy, cái mã là biên sạc các bác nhé, có đốc sạc luôn Đấy, nguyên đang nguyên zin hết Thì ba bộ này hôm nay em thanh lý cho bác giá rất là rẻ Nó chỉ có 350 ngàn đồng một bộ thôi Đấy, 350k một bộ các bác nhé Lưu ý là cái dòng này thì em không bán lẻ Em chỉ bán cả ba bộ luôn Bởi vì nó rất là rẻ một số bác thì cái yêu cầu em bảo là tại sao lại không bán lẻ ra mà cứ bán cả bởi vì các bác tưởng tượng xem là cái đồ này em bán rất là rẻ thực ra là bán cả nhưng mà cái giá tiền nó rất là bé bây giờ mỗi một bộ lại xé nhỏ ra thì nó thật các bác là cái công đóng hàng chết luôn mọi em đóng hàng cái công đóng hàng để công thợ thuê đã lỗ rồi để còn lỗ thành phải công thợ đây không được thực ra mọi người cái bảo là nhiều nhưng mà các bác cái tiền tiền nó không 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 hề nhiều thì em bán cả ba ba bộ luôn cho bác nào về mà tự thay pin thì tình trạng em nói luôn đấy uh, tất cả đây đang còn zin hết đã zin hết nhá à, em cất chung kho là ba bốn năm rồi không đụng tới cho nên là cái thì còn pin cái thì không cần pin những lần nó pin nó chai rồi cái này có cái nào lên có những cái này còn pin lên này, lên được cái cái này, cái này thì pin lên nó yếu rồi. Cái này để cái lên cái không đấy nói chung là đang hoạt động hết à, chỉ có một cái đầu thu là hôm nay em thử em thử là thấy lâu lâu năm quá rồi em không cắm vào thì nó bị ấm như cái gì ấy. thì nó không lên nguồn có thể là bị ấm tụ hỏng con ic thì con tụ rồi thì nó không lên nguồn thôi còn đâu là tất cả đang hoạt động hết để trước khi bọn em à, à, em nhớ cái, cái, cách đây cái thời mà em em bán cái lô mic này tất cả bao mic này em được kiểm tra hết rồi đang hoạt động bình thường thì sau ba ba bốn năm trời bốn năm trời năm năm trời cắt trung kho vứt chung kho không đụng chạm với nơi thì nó lâu năm quá nó ẩm rồi nó có thể nó trục chặt gì đấy để các bác tự về tự xử lý còn em thấy là đây gần như là tất cả mọi thứ là đang còn chạy đấy à, em, cái này em chưa sạc pin cái này em cắm pin này cái này là lại em cắm pin vào lúc mà nó chưa sạc được pin các bác ạ à, cái, cái 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 vô cái không đấy đấy cái thì có tí điện cái thì không cái này em chưa cắm sạc bao giờ nên em chưa có tí điện nào cả đấy thì cái pin này về tình trạng là nó lại chai rồi các bác ạ cái pin này nó đã chai rồi cho nên các bác về các bác tự mua cái pin lithium ngắn ngắn thế này này các bác về tự chế và lắp vào cho em thôi còn các ba cái đốc sạc đồng nghìn hoạt động bình thường hết còn lại cái nó chung lên điện hết còn em cũng chưa có bật lên được để mà bật hết lên được để mà thử sóng được cho nên các bác kiểu kiểm tra luôn nhé tự kiểm tra thôi bởi vì cái này em thanh lý rất là dễ em thanh lý bác coi như bắn xác rồi các bác về tự xử lý thôi chứ em mà không có bán hoạt động các bác nhé về cơ bản nếu hoạt động được chắc chắn là bán bộ này mấy triệu rồi nhưng cái do cái này là nó cũng đã chai pin rồi pin nó cũng đã chai rồi cho nên là em bán rẻ về các bác về tự thay pin tự chế cháo về các bác dùng thôi còn mic thì đang còn tình trạng nó động xấu này em bán được bộ kho mấy năm rồi bác nhìn này nó bẩn lắm lem nó xấu lắm chứ không có đẹp còn chờ còn tình trạng là em chưa đụng chạm gì đâu nhá em chưa có sửa chữa đâu ạ em bán như thế này thôi các bác về tự thay pin mua đồ thay pin là lắp đâu vào để dùng thôi chứ còn em mà không có thêm cái gì để cả chỉ có như vậy thôi các bác nhé đấy ba đầu thu và ba cái đốc sạc ba đốc sạc này và cả ba bộ tay mic đương nhiên là màn hình này vẫn thứ ra dùng hết tất cả đâu cũng cảm nhận là sạc đúng lành luôn thì tần số các bác lưu ý em là nó thật là bây giờ thì em không biết là cái bộ này là của cái đầu nào cả trong ba bộ này là nó sẽ tương đương tương, tương, xứng với ba bộ ba đầu thu này các bác nhé và đầu thu này nó tự nó, nó ăn cùng cái đầu này và khi chúng ta dò sóng thì chúng ta sẽ dò cái tay mic là ăn với cái đầu này từ, từ, nó từ đầu này nó sẽ tự tự động nó ăn với cái đầu này Đấy nó đợt, đợt như thế nó lại nó cũng không khó lắm đâu các bác về mày mò nó dễ thôi Đấy còn uh, tự uh, xử lý giá em bán chỉ có rất là rẻ chỉ có ba trăm rưỡi này. Đây hàng này như, như thế này luôn cũng Không có khác gì cả các em không có tút tát gì cả đâu nha Đây đây là cái chân phần uh, tiếp xúc sạc này Chúng ta cắm vào đây nó, nó sạc rồi mà Cắm vào là nó sạc rồi Đấy cắm vào là nó sạc rồi bác nha Mấy cái đang còn khá là ok đấy cũng Không đẹp lắm nó không xấu lắm đâu Thực ra bảo xấu chẳng xấu lắm đâu các bác nếu mà như hàng bãi đánh giá là nó vẫn tầm khoảng độ sáu bảy phần đấy đấy vì đang sơn zin mà nó không được sơn sơn lại ví dụ là một dòng nick mà người ta sơn lại thì bảo là thế này cái kia có sơn là đang sơn zin bác nhìn này đang đánh ca này thấy không sơn là đang sơn zin đánh ca mày này đấy khá đẹp nói chung là nhìn khá là ok bộ này thì màu đen bộ này màu đen thì cái tay là đã được đánh sạch rồi nó như thế này đấy đây bộ này màu đen còn bộ này tay màu trắng nói chung là đang ok đây, bác nào mà biết chế cháo ngồi có thời gian nghịch ngợm thì cái, lấy về mà tự xử lý thôi. Có 3 bộ thôi. mỗi bộ 350k các bác nha. Ai liên hệ nhanh thì còn nó thật các bác là em chỉ em chỉ bán một đơn thôi cho nên là ai gọi nhanh thì được chứ các bác cũng đừng có không mua được đừng có buồn. Bởi vì một số bác là không mua được hàng thanh lý của em thì tỏ ra khó chịu thế này thế kia thì em nói rằng các bác là tính em thì nó cũng rất là dễ chịu. Nhưng mà các bác tưởng tượng là hàng thanh lý mà ngày nào em thanh lý một ngày em thanh lý cả mấy chục bộ mic ấy thì nó là các bác là em không có chi phí để mà duy trì cửa hàng cho nên là mỗi một ngày thì em cứ uh, lâu lâu em thời săn rảnh này em em chọn thì em thanh lý cho các bác thôi bởi vì là cái công việc này nó là công việc phụ lúc nào rảnh rảnh là này, mình coi cái gì hay hay thì lý cho, cho, vui cho các bác thôi chứ bây giờ mà tập trung cho anh em thợ thời gian mấy ngày để mà đi soạn đồ để thanh lý cho các bác thì thực sự là em không có tiền duy trì cửa hàng Đấy, cho nên là các bác thông cảm thì em có cái gì em vui em thanh lý cho các bác thì ai mà nhanh thì đời được, được chứ còn hàng em bán này em công khai một số bác là bảo em em đăng cái này em có view chứ không chứ không bán thật em nói thật với các bác nếu ai mà chứng minh được em không bán thật thì đến đây em trò đấy ngày nào em đi hàng có những hàng thanh lý em đều quay rất là giỏi em coi cho các bác xem luôn đấy không qua chốt cái gì hôm nay đi cái gì đấy ai ai mua được công khai luôn không có gì phải giấu giếm các bác tính em là nó thoải mái lắm thẳng thắn quen rồi đấy, còn bộ mic này, này em bán nó đúng giá luôn là đúng 350 k một bộ nha giá tại cửa hàng luôn đấy, bác nào thích thì liên hệ với em còn không thì chúng ta bỏ qua bác nào muốn một mic zin thì em có mic zin hoạt động bình thường đã là ngon lành hết rồi nhá ok không ạ đấy thì các bác thích thì liên hệ với em và tất cả đang còn ngon lành hết khá đẹp nói chung là đang ok đấy à, cái chụp này thì nó hơi dĩ đây để lâu năm có đã bụi mù nó bám lên thì các bác về đánh sơn lại thôi à, chụp này em kiểm tra nếu có thì em cho luôn hình cũng có chụp này em nghĩ là đang còn okay, có thì em kiểm tra em có em cho luôn cho em không có tít các bác em rất là nhiều mấy cái đồ này bác cần em cho nhé đấy ok cảm ơn các bác đã xem video này có số lúc đó xin hẹn gặp lại nha các bác đang xem video của em mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé bởi vì là mỗi một ngày em sẽ cố gắng là kiếm cái gì đó thành lý cho các bác rất là nhiều hàng em thì không thiếu các bác riêng của kho của em thì không thiếu hàng đâu hàng cao tiền hàng giữa tiền hàng thành lý cũng có lúc nào cũng có quanh quanh năm thôi Để duy trì bán cho các bác quanh năm lúc nào cũng có cả thì các bác luôn luôn ủng hộ cho bên em và luôn luôn theo dõi và đăng ký kênh của bác. và cho em một nút like các bác nhé em cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau chào tạm biệt